Cho bạn coi cái khung cảnh mà buổi sáng ở nhà tôi nè. Bây giờ mình chuẩn bị đi học. Lên điệp khúc đi. View đẹp, view đẹp. Đây là một cái view rất là đẹp. Tính ra mình nướng ít ít rồi mình ăn rồi mình nướng tiếp nha. Ừ, đúng rồi, mình chưa nướng còn cái đó đấy bé. Rồi nướng thịt sống chung với thịt chín đúng không? Bây chia ra hai bên, để con cái nào chín rồi bây dẹp con bên, cái nào sống thì để bên này. Cái này là thịt heo mà. Ừ, mà heo này tái tái ăn rồi cuốn rau là. Quay đi rồi gửi lên Zalo cho anh Đức là thấy. Ủa tại sao nó không có ảnh vợ? Anh đi học cái gì đó, phiên dịch. Đi học phiên dịch. Lên tiến sĩ luôn. Bên này mình ít hơn bên kia nữa không? Ủa chứ con kết cho cho luôn. Qua bên kia con nướng. Yeah. Dù mấy giờ con nướng. Ba ca nó cũng có tác dụng ghê gớm. Nó rõ. Hai miếng là đủ đắp mặt chân. Em đang chụp á hả? No, em đang quay phim. Em có tình nguyện làm chụp bạch không? Chụp bạch cái nào? Cái nào đây? À, cái này đi. Không, cái chị đó là cái của chị làm. Chơi, sợ gì mà. Em làm đồ bạch hả? Cái này là panna cotta vị gì đây? Panna cotta. Đây là vị... Strawberry. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hôm nay mình sẽ review về bánh panna cotta. Ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Là chuyên nghiệp hơn nữa. Tái khởi động là dự án. Ủa vô duyên, làm mới có động lực để coi chứ. Chứ để nhiều clip nhỏ quá, lười. Đi đâu? 3 days later. Chúng tôi là
là thanh tra bên công an thành phố. Tắt đây. Tới đây. Tới đây tôi đang điều tra một cái ví dụ án mạng. Ê ơi, ơi. Ông điện ông giả mỏ mày chết. Ê,